Rồi, ok, hello anh em. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một con game mới. Tôi mới lọc đọc mấy cái demo trên Steam nên thấy con game này rất thú vị. Thì con game này tôi đã follow khá lâu rồi. À, trước mắt thì Steam nó mới đổi giao diện. Cái này là giao diện mới phiên bản beta. Anh em nào muốn thì có thể thử được. Nó nâng cấp rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà cơ bản nhất thì cái giao diện nó được làm phẳng và hiện đại hơn. Cái bảng setting nó cũng được nâng cấp lên rất là dễ dàng, nhưng mà dễ nhìn hơn trước đó. Cái quan trọng nữa là cái phần team overlay á, team overlay của nó cũng được nâng cấp rất nhiều. Thì lúc trước là tôi ít xài cái này lắm, nên bây giờ tôi cũng sẽ thử xài nó chút coi sao. Đây thì tổ hợp phím của nó là tôi đặt mình cho shift rồi, thì tí nữa vào game mình sẽ bật. Nó cũng có luôn cái chức năng truy cập web trong lúc mình đang vào tìm và vẫn thông qua cái link của mà Steam này nha. Thì anh em nào muốn thử cái bản mới có thể thử. Lúc trước thì nó chỉ chạy độc lập trên một cái attack của tôi thôi, còn hôm qua thì tôi bấm thử cái thì nó đã vô luôn. Thì cơ bản chức năng nó vẫn như cái bản cũ, nó chỉ đổi cái giao diện là chính với một vài tính năng mới thôi. Thì cái này cũng cũ rồi, đây là cái ổ mà chứa những con game để cài đặt. Nó thống kê theo dung lượng trên xuống dưới hoặc là theo thời gian các thứ nè, ABC thời gian chơi đồ cái thứ nè. Thì tôi cũng có cái ổ SSD để cài vài con game để thử thôi, nhưng mà chả hiểu sao nó cũng chạy không mượt như mong đợi. Cái family bây giờ nó cũng hiển thị là dễ dàng hơn đó. Anh em nào mà có bạn bè hoặc là share cho nhiều người đó, thì có thể dùng chức năng family này. Tại anh em đăng nhập cái ad vô cái máy đó một lần để cấp quyền cho cái máy đó. Sau này thì nếu như mà cái máy nó muốn chơi cái game á thì nó có thể chơi được cái ad game, cái mấy cái game trong ad Steam của anh em luôn, không giới hạn gì hết. Thì cơ bản thì cái này nó vẫn như cũ thôi, không có gì mới cho lắm. Chủ yếu là cái giao diện lên tem này tôi thấy nó chạy mượt hơn, nó không bị khựng khựng như xưa nữa. Rồi vô game thôi. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi con gọi là Sandworker, con game demo. Tôi follow con game này khá lâu rồi, nhưng mà bây giờ nó mới ra bản demo vài ngày trước, thì mới đọc mail gần đây thôi. Đây là thông tin về game. Xem qua 1 phút máy trailer ha, thì đây vẫn còn pixel 2D thôi, nhưng mà cái phong cách đồ họa nó thì tương đối ổn chứ không có đẹp cho lắm. Nó thiết kế cái nền như gì là sai rồi. Thực ra cái background nền không cần gì đâu. Kept the soil from washing away. They gave us life, but between two trees. Now the trees are so far from each other. I am Vavzez, teller of the 13th caravan of the Makah, the only one still living. As it was for the 12 before us, our mission was to plant a new tree, to serve as a city for climatic refugees. We joined the many who failed in their task. May our experience serve you well, for it is now you, the 14th caravan, who are tasked with continuing the work of the Makah. Escort your botanists to the ends of the world. Create a new haven that the caravan that follows you may go even further, and continue our quest for knowledge that will one day allow the 15th, the 16th, the 100th to repair the ancient folly that made this world hostile to life. Thì cái trailer vừa rồi là đây mới vô game này nè. Rồi cái thế giới nó đẹp quá không? Sunwalker, người đi trên cát, những người đi trên cát. Đây là con game Gogolite tên bay nè. Chủ yếu là mình bui một cái tem mà vượt qua mà cái môi trường cát bụi này thôi. Chủ yếu cái hành trình của mình là thu nhuộm mấy cái kiến thức để giúp mình hồi sinh cái gai Umama. Đây, Umama. Thì đây là một con game tên bay. Nó là mình điều khiển 4 nhân vật bên trái. Mình bên trái chứ không phải là bên phải à. Chủ yếu cái cuộc hành trình nó thì có đủ thứ. Bộ cặp này đã lắm. Nhìn thiết kế nó ngầu luôn.
Thì tôi cũng tải con game bản demo rồi, họ ra demo mới vài ngày trước thôi. Con game này được gần 10.000 follow rồi. Thì bây giờ vô chơi thử game coi sao. Anh em nào cứ muốn thì có thể lên tải demo nó luôn được rồi đó. Lúc trước là chỉ test kính thôi, bây giờ thì nó công bố rộng rãi. Rồi, tôi sẽ đưa game qua bên phải. Để bật FPS coi nó chạy ổn định không ạ. Có công hình cầu không? Có chỉ lên 2 thôi. FPS hình màu VC. Audio thì tôi nghĩ để cỡ khoảng 7 máy là vừa. 69 thì cho số đẹp. Cái này âm môi trường, âm nhạc nhưng mà âm SFX. Thường thì tôi sẽ ưu tiên SFX thôi, nghe cái hệ thống chiêu thức rồi. Rồi phần setting thì cơ bản chỉ có nhiêu đó thôi. Coi thử game edit đây. Thì game này rất là nhiều người làm nha. Thậm chí phần dịch thuật cũng có 2 người nữa. Hỏi có một hãng dịch thuật riêng luôn. 2D design thì cái phần nghệ thuật là chính. Khoảng 5 người, mô xích dev thì vẫn là 4 người. Dev chính thì có lại 3 người phụ họa. Thì hy vọng một ngày Việt Nam sẽ làm được một cái tem đầy đủ chứng chỉ như thế này. Nó có rất nhiều chuyên nghiệp luôn. Nhìn thấy là cái vị trí đầy đủ hết rồi. Nêu gần. Mình là con bò hung để đẩy cái cục này đó. Bò hung thì thường nó lăn phân chứ không phải là lăn ngọc đâu nha. Thì bây giờ mình đang mang một cái hy vọng của em ca nè. Thì mama sẽ hướng dẫn mình. Rồi. Bấm vô đầu để nét. Thì đây là có một cái món quà. Thì món quà này không phải dành cho mình, nó là dành cho những cái tộc, những người trong cái tộc em ca này. Thì nếu mình đi đủ xa thì nó sẽ là một món quà rất là tuyệt vời. Không, mình đem cái món quà từ cái tộc em ca là cái tộc của mình đang ở đây cho đến những cái cư dân của Gia Gia. Rồi phải bấm vô nó mới lấy được. Đây, mình nhận được cái Gia Gia gift rồi. Món quà dành cho nó tộc Gia Gia này. Thì mình đang ở trong một cái cây, thành phố trên cây gọi là Lewaxi. Đây là nơi mình bắt đầu chuyến hành trình. Thì đồ họa này nó cũng là tương đối cơ bản thôi. Yếu tố pixel nó rất là nhiều. Một vài cái ánh động background này làm cho con game nó cảm giác như là nó động vậy đó. Chủ yếu động với lá cây thôi. Ánh sáng thì không có gì thay đổi. Trong thành phố thì mình có thể là trao đổi mấy các món tài nguyên với vật phẩm có giá trị, thu nhập và thay thế bổ sung cái kho đồ của mình. Bắt đầu chuyến hành trình thì nó không có nhiều đâu, thì nhắn để bui và trang bị gì đó. Đây là cái mecha, đây là thương nhân, hotel và cái khách sạn. Ồ, mình có cái ống lương thực gì 30 danh chậm đây nè, bấm vô không được nha. Rồi đây là 4 nhân vật của mình điều khiển nè. Thì thay vì chỉ để tấm hình này, tôi nghĩ là thiết kế mà một cái icon thì nó đẹp hơn, hơi khó nhìn thấy. Onigomancer là gì? Có hình cái mặt trăng với mấy ngôi sao rồi, chim tinh học à. Cái này thì theo lơ người kể chuyện, có hình âm nhạc gọi là nhạc sĩ đây, nghệ sĩ đây. Cái này là bảo vệ. Botanist có hình cái lá cây, hình như là nhà thực vật học. Thì bây giờ bấm thử vô cái Pagami rồi gì. Thì bấm vô nó chỉ hiện thôi chứ ra gì hết. Đây có là thương nhân là ra nè. Sao cái hình này nó hơi lạc lòi tí. Thực ra mình đang ở thế giới động vật mà, cây sạn. Thì có thể là phá được cái gì đó. Chắc có khi vào hang động hoặc là đào mấy cái mỏ gì thôi. Thì hiện tại đầu game thì mình không có tiền nên chỉ coi vui vui. Tìm món quà là bán được món quà luôn không?
À đây trọng lượng của mình là 24 trên 100 kg. Cái món quà này 5 kg. Vậy con game này phải quản lý cái kho tài nguyên khá nhiều nha. Đây là cái hòn, cái khối tinh thể có thể chứa những cái hòn đá ký ức. Oh, thì bên đây là họ phân ra những cái vật phẩm nè. Cái quét là chắc cái gương nữa. Đó. Theo từng thể loại nó thôi. Rồi, bây giờ mình đi đó. Chưa có gì hết. Con theo là cái gì? Con theo thì cái nhân vật của mình sẽ được hồi máu và cộng 30 thực. Thì hiện tại chỉ có 60 thực á. Tôi ẩn FPS tiền thế nào. Đây. Đây là cái la bàn hiện tại ở trên đây của mình, nó sẽ chỉ cái hướng. Trong khi khám phá thì mình sẽ tìm thấy một cái vài vật phẩm có thể thương tán được ở góc trên bên phải màn hình. Rồi ok. Thì tôi cũng chả hiểu cái này lắm. Ở dưới đây có cái gương nè. Thì mỗi cái mà Carbagen là dạng người vận chuyển á, bảo tiêu á, sẽ có một kỹ năng để cap trong một cái khu vực khám phá này. Mỗi lần sử dụng thì ở thành phố, khi về cái thành phố như cái cây nữa thì nó sẽ hồi lại. Mình đi là tốn trừ một là cái gì đó. À trừ một đây là trừ một lương thực. Ở đây hiện tại có cái dấu chấm hỏi nè. Ở đây thì có một cái gương, ở đây cũng có một cái gương đó nên tôi chắc qua trái trước. Cuối cùng hành trình là có khuôn mặt của một con gì giống gấu vậy đó. Thì bây giờ là cái khiên này hình như là một nhân vật của tôi á. Khi có một cái nhân vật đó trong tay mắt thì mới được đưa cái lựa chọn này. Còn không thôi bình thường mình chỉ có là từ chối và đồng ý thôi. Cho nên tôi nghĩ là chọn cái này thì nó tăng cái tỷ lệ cao hơn. Đó. Thì mình được cái gì không? Được một cái công cụ gear công một. Cho đúng luôn ta. À mình vô cái bát nè, mình cứu cái tem kia. Cái này là mở cái gương đồ của mình, bây giờ mình đem nó luôn. Khi mà bắt đầu cái trận combat á thì cái điều này sẽ hiển thị ra là cái quân địch bên phải nè. Trong cái quá trình combat thì mình còn phải đánh bại với nó. Rồi ok vậy được rồi, đấm nhau được gì. Mỗi thành viên khi bắt đầu trận chiến thì sẽ có một cái chỉ số Intimidate là giá trị nè. Chỉ số này sẽ quy định cái vị trí trên cái dòng thời gian này. Nó là dạng như mà cái điểm mà tập trung vậy á, cái điểm tốc độ á. Thì phép cao là đứng trước, còn mấy con game kia thì cũng vậy thôi. Khi mà tất cả các nhân vật đã thực hiện xong cái hành động thì bắt đầu một cái dòng mới. Đây. Từ trái qua phải rồi, bảng qua trái nè. Nó có cái mũi tên đây nè. Thì cái nhân vật sẽ có hai giá trị là máu và giáp. Giáp này là cái số dưới quá. 8, 16, 2, con này thú gì vậy? Siêu thì sẽ hồi sau mỗi trận đấu, nhưng máu thì không. Thì nhân vật máu và không là chết. Vì bây giờ mình tập trung mình bui siêu với máu mình chủ động vừa vừa thôi. Con này. À. Mỗi nhân vật nó có bốn cái ký hiệu nào, tức là cái vị trí nó đánh. Thay vì cái đất xịt lên Geon hay là mấy con game khác á, anh em xếp thứ tự bốn nhân vật thẳng hàng phải không? Thì con này nó xếp theo thứ tự cái ô vuông gì. Thì như con này nó sẽ đánh vào cái con mà option của mình rồi. Cúp trên bên phải. Thì chắc tôi đặt theo cái chiều kim đồng hồ đi cho dễ nhớ. 1, 2, 3, 4 à. Con này đánh vị trí thứ nhất, con này 3, con này 3, con này 1. Tức là ba con này nó vừa xong tôi này. Con này là mình thay địch gì đó. Gambat, Gambat, Setsuko. Đang ở tuần con rắn của mình là rắn hổ mang nè. Con này hình như là người kể chuyện cái gì á, theo lơ cái gì á. Thì mình có 4 kill, 4 chỉ số. Cái chỉ số đầu tiên này của mình là dạng như cái chỉ số gì. Thì một cái điểm này sẽ bằng 5 siêu, mình có một điểm nên là có 5 siêu. Chagitma là cái điểm quyến rũ, có tác dụng mà trong mấy cái hành động liên quan đến mà cái xã hội. Tôi nghĩ là khi trao đổi buôn bán hay là trò chuyện gì đó.
Thì cái này điểm Sylphid, một AG bằng 10 vết, vết cao thì tôi nghĩ là đánh trước. Cái này là một máu rồi, một điểm 10 máu. Cái này là chỉ số kháng nhân vật của mình. Thì tôi thấy ở đây là có 5 nguyên tố: Onegit, nước, khí, giáp. Thì cái này lửa. Thì cái này organic này, cái tím tím là gì không biết. Mấy cái kia quen thuộc rồi. Rồi cái này anh niên dev chưa làm xong. Cái điểm mà nói bật thì chưa có xong cái phần mô tả. Vậy 6 đồng organic nếu cái mục tiêu đang được chọn. Mình tắt cái này đi để coi ngoài này đi. Thì sẽ gây tổn thương cái nhân vật đó, khiến nó là đam nó gây ra giảm đi 50%. Thì bây giờ sẽ tới tune con này. Con này là con này. Con này là con nào ta? Con này như con nổi nón nè. Nó sẽ gây 8 đam vật lý và áp dụng một điểm yếu lên cái siêu. Nên tôi nghĩ tôi dùng cái chiêu đầu tiên này đánh cho nó, cho nó giảm đam gây ra đi. Đưa 6 đam chuẩn. Mục tiêu sẽ bị tuôn nếu là có hiệu ứng boost hoặc debuff. Tôi giảm tiếng nhạc xuống tí hả? Sẽ vô setting. Rồi con game bó tay game, có lỗi hay gì á. Rồi tiếp tục. Con nhân con này gắn mãn xà của mình có 4 kill. Chọn 2 feed của nó. Chọn 2 feed là chỉ số sầu feed nó lấy luôn không ta? Nếu như 2 feed là tính luôn 20 hay là tính luôn 1 á. Đó, 2 feed thì chỉ là 2 feed thôi, tức là 0.2 AG á. Đổi cái con này của mình đâu vậy? Game bị lỗi à? Trời ơi, game lỗi. Đây đây đây, cái chiêu này ngon nè. Cả Taylor á là cái con này của mình á. Và cái mục tiêu của mình đều mất đi cái siêu. Sẽ tăng thêm một điểm loot. Bây giờ mình đánh vô con này, mình mất 2 siêu, nó mất 12 siêu. Tôi nghĩ cái này khá ngon. Đó. Rồi tiếp theo là con gắn của mình. Thì tăng một điểm thế lực. Cho đồng minh cái hướng Vine. Vine là né được đòn tấn công kế tiếp. Xài lên bản thân mình luôn. Tí nó đi, tại con này đánh mình tới 8 đam rồi. Gây 2 đam vật lý và áp dụng cái hiệu ứng hưng tổn. Nhưng mà chỉ đánh được 2 vị trí đầu thôi. Này giúp hồi một đồng minh hồi 2 máu và cái thon này là cái khoảng 50% đam. Chọn 2 tốc độ và gây 1 độc phía trước. Bây giờ nó đánh mình vô 4 máu rồi. Tới tuần là con voi ma mút. Tăng thêm 2 cái lớp bảo vệ cho một đồng minh mình chọn. Thì mình sẽ hứng đam thay cho đồng đội đó. Thì tăng cái lớp siêu lên 9 siêu. Cái siêu này không xài được lên bản thân mình nha. Chỉ xài lên 3 đồng đội thôi. Nó có 3 cái chấm xanh ở đây nè. Gây 3 sát thương vật lý trong mục tiêu phía trước và đứt chi đó. Đứt chi thì sau đó sẽ áp dụng cho nó bằng cái hiệu ứng stun. Đâm lên cái kill này thì sẽ tăng thêm 25% bởi cái lớp siêu. Siêu mình có 1 à. Vớ vẩn. Chọn 50% siêu của mục tiêu. Vì nãy mình chọn là chọn được 6 siêu. Gặp mấy con siêu châu thì cái kill này rất ngon. Bây giờ tụi nó sẽ đánh vào cái vị trí lúc trên bên phải là con option này. Mình chắc là tăng siêu cho con option đi. Con này không có đam nhiều. Bây giờ cái tool con option nè. Gây 5 đam chuẩn cho mục tiêu chưa chọn.
Nếu mục tiêu là chết luôn á thì sẽ chọn được cái ký ức của nó. Thì mấy con này mười mấy máu lận. Kê 4 đâm chuẩn cho mục tiêu phía trước. Hai thằng tiền đạo á, đam tăng 50% nếu như cái mục tiêu đó thì không có giảm cái, không có điểm kháng organic. Như đánh con này thì được nè. Đây đây đây, khiêu này mạnh là đánh được 4 con. Gây 3 đam organic cho cái mục tiêu và áp dụng cái điểm yếu. Thì tí nữa cái đam organic này thì sẽ tăng thêm 50% vô đó. Nhưng mà nó cũng gây cho mình 3 đam. Thì cái áp dụng 7 siêu cho đồng minh thì tôi nghĩ là chơi skill này đi, có 3 đam mà còn 19, nhưng mà đấm được 4 thật luôn, còn 10 siêu 2 siêu. Rồi nói chung mình cũng trâu bò lắm chứ đâu ít. Boost hoặc reboot là mình đấm con này có thể gây tôn nó luôn à. Ủa sao nó không tuôn ta? Nó vừa có boost vừa có debuff luôn à. Khoan 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 khoan. Tiền đạo này chỉ đánh một trong hai thằng thôi. Giữ máu trước đi. Máu là cái không thể hồi được. Bây giờ ba thun nó đánh con option này đánh luôn, nên tiếp tục boost siêu vô option. Ủa sao không xài được kiểu này? Hình như là cái anh em nhìn góc phải ở dưới nó có số 2 với màu trắng không? Tôi nghĩ đó thời gian cooldown của kiểu á, nó là hai thun. Thì mấy cái này nó không có nè, mà mỗi cái này có thôi, nên tôi nghĩ đó thời gian cũng đau quá kêu á, chỉ là con game nó đẹp chưa xong. Nên tiếp tục bảo vệ ngốc xanh đi. Đưa 4 đam thì tăng 2 đam nữa thì chỉ có 6 đam thôi. Tự boost bản thân lớp siêu chứ mà một lớp phòng thủ luôn. Cái giá đánh nóc trên này là bạn ơi, cái sao phép này thì như chưa có chọn được. Bây giờ tới thôn con này mình sẽ tập trung giết cái con chính đam này trước, thì giảm đam nó trước đã đi. Bây giờ gây độc nó. Ủa sao không thấm gì vậy? Con này thì chỉ có chiên bút thôi, chứ nó cũng không có mạnh mẽ lắm. Tự cáp cho bản thân cũng không được nữa. Vừa vãi bể siêu luôn kìa. Chưa bá đạo nha. Tuần sau sẽ tới con này nên chắc tôi gạt con này luôn á. Tại mình thiếu đam quá à. Cái hai đam dược lý cái độc này là sao ta? Tôi không coi được cái hiệu ứng độc thế này.
Làm sao mình coi được cái hiệu ứng ở dưới này bây giờ. Con này nó chỉ boost 6 siêu thôi nên nó không có trở ngại cho lắm. Hết một tool thì nó sẽ dồn đam vô, mà không biết dồn bao nhiêu đam. Sắp tới tool này rồi. Thì đam này nhận 50%, mình đánh 6, nhưng mà giảm được nó một tí đam, cuốn nó luôn đi. Còn một máu, nó quất cái 6 siêu luôn rồi. Quất cái 6 siêu luôn. Máu này, cái độc này nó vô siêu hay là vô đâu đó. Bây giờ cái chiêu này hết xài được rồi nè. Tăng thêm 7 siêu nữa. Kỳ 4 đam. Mình nít. Thì con này 6 siêu lận. Chưa đánh nó được đâu. Mình sẽ gạt một con. Lấy được cái điểm ký ức của nó. Đó. Gạt được này luôn mà. Ủa sao mà gây được có 3 đam ta? Bây giờ 4 món đam phải không? Đó, con mình đang là 9 siêu nên mình phạt một phạt là chết nó luôn. Ủa sao nó đánh được cái gì vậy? Nó chỉ đánh được phía trước với phía sau này thôi. Thì phạt con này xong nó vẫn còn hai máu. Giết con này đi. Không, nó còn lớp siêu dày quá. Bây giờ mới giết nó được nè. Nên giết nó bằng kill nào? Kill đầu không bị mất rồi. Gạt nó luôn. Giảm đam nó mà đánh mình vẫn đau nha. Gạt con trên. Còn con dưới này. Còn hai máu à. Một máu à. Bay màu chưa? Mình cướp sau fit của nó thì đánh ngon hơn. Đây là cái ọt sai. Thì cái này là dạng như là cái viên ký ức của nó đó. Cái viên đá ký ức của nó nè. Thì dùng để tạo muối và đường. Một cái như quả cái bông khói vậy. Liên quan gì đó. Lúc fit là cái để mở khóa. Đây là ký ức của nó nè. Rồi ok. Đây là trận combat đầu tiên của mình. Họ làm con game mà quên để cái hình lót nó động luôn. Thì bỏng rồi đúng không? Cái này gì đây? Mình có một thanh niên bộ hung mới. Nên cho nó vào team không? Vào team thì mình sẽ thay ai ra. Con này nó trâu. Con này nó boost khiên. Con này gây đam mà yếu. Thì tôi thử rồi. Đây là cái giao diện. Cái tem của mình. Caravan. Thì chủ yếu quan tâm cái trọng lượng của nó. Đây là cái chỉ số và máu. Cái trang bị có thể mang. Rồi con Hunter là thợ săn á.
Này đến đây được không? Không. Cái này là một phần của cái động cơ lớn hơn, nhưng mà tôi chưa biết nó là cái gì. Thì đánh xong trận mà không thấy ống kinh nghiệm hay là cái gì đó. Ồ, mình có thể quản lý vị trí mà. Không, vị trí này đẹp rồi. Con này chỉ có 10 giáp thôi. Memory. Đây là cái ai trang bị. Thì cái bản full game mới có thể xem được mấy cái này. Dùng để mở mấy cái nguyên tố mới. Vậy là hiện tại mình chỉ có thể nhìn thôi đó. Rồi, đi tiếp thôi. Bắt giờ ở đâu? Đây hả? Được một cái kho báu. Không mở được hết hả? Đây sẽ cần cái lúc vít nè. Đây mở được rồi. Mình có một cái rìu, bốn cái rìu với một sợi dây thừng. Thì tôi nghĩ hai cái trang bị này nó có tác dụng đi khám phá thôi. Rồi, bắt lại đi. Ở đây mình còn 4 chiêu nữa. Khi di chuyển thì không có tốn mà xúc ly, không có tốn điểm thực này đâu. Dùng thì di chuyển thì sẽ giảm đi một cái xúc ly. Bảo vệ bản thân. Thì cái này 10 tôn, cái này 5 tôn. Nên chắc dùng cái 10 tôn trước. Không có ghê được xem xung quanh. Thôi chết rồi, bấm hai cái luôn rồi. Giả trạng xe khác rồi. Đây là có một cái đống cướp. Rồi, gương báo mình thôi. Nhận được cái gì? À, cái này là sử dụng để mà hấp thu cái kinh nghiệm của nó để tăng cấp cho mình. Thì tăng thử vô cái này thôi. Chỉ lên cấp rồi đó, lên được 12 giáp rồi nè. Mình sẽ tăng tiếp theo cho con voi này đi. Hết rồi, có hai viên rồi. Thì xong một trận mình sẽ dùng được cái viên đó. Hoặc gặp sai. Cái bộ khiêu nó coi sao ta, info hả? Con này điểm tốc cũng khá cao nè. Thì gây 6 đam lửa cho mục tiêu đã chọn. Gấp đôi đam nếu mục tiêu đó có siêu. Vậy là đánh vô cái con khoảng 1-2 siêu là gây được gần chục đam luôn á. Gây 4 đam cho mục tiêu đã chọn và hiệu ứng dãy máu. Gây 7 đam khí cho mục tiêu phía trước. Hit tất cả mục tiêu ở phía sau nếu mục tiêu phía trước chết. Gây 5 đam vật lý, con này là thường công luôn á. Thì cái nội tại của nó mình thấy có một cái ổ phá ngay đây nè. Thì bên mấy này thử coi. Ủa sao nó né nữa. Làm tốn thêm hai thật quay lại nó. Cái điểm thực của này của mình nó còn bốn mấy à. Chơi. Thì nó đánh ở góc trên bên phải mà con nó đánh con option của mình. Con này thì nó con này bút siêu thôi. Con này gây 3 đam vật lý. Đam gấp đôi nếu mà không có siêu. Bút siêu cho đồng đội gây 4 đam khí và tạo điểm yếu với cái siêu. À mình sẽ diệt con này trước. Chết luôn kìa. Rồi. Nó cắm vô option bên này. Nó boost đóng siêu luôn. Thì con này phá siêu nó thôi. Hai siêu đổi 12 siêu rất là ngon. Nó đánh xuống góc trái ở dưới rồi. Gây 8 đam không sao hết. Mình có là 3 đam vật lý. Với 25 trăm siêu là 250 nữa, khoảng 5 đam.
con này bút mỗi siêu thôi vậy đó. Tôi chắc bút siêu cho con góc phải dưới này đây. Vẫn còn 3 siêu, chưa sao, đứng được con option. Ghi đam cho cả 3 luôn. Chơi luôn. Còn 10 siêu. Chảy máu. 25 trăm thì hồi 25 trăm máu. Nếu như nó không chết, gây 7 đam khí. Chút nữa mình bắn con này có thể xuyên qua con ngoài sau. Gấp đôi đam gây ra, gây một cái vết thương để tăng x2 đam. Thì nếu như mình xài vô con này phát sau mình bắn nó thì nó xuyên qua con sau với x2 đam thôi. Thử thôi. Đào nghe, 5 máu luôn. Tôi con này phát nó bị cho tôi mà hai mươi lăm trăm siêu của mình tức là 5 đam, 5 với 3 là 8. Đâu, tiếp tục bút khiên đi, hết bút được rồi, vậy thì đắp nó thôi. 5 3 là 8 đúng luôn. Với con này luôn, lấy cái mèo mogi của nó. Bây giờ bắn một phát xuyên ra sau luôn nè. Thì nó sẽ tính bao nhiêu đam ta? Cũng không có nhiều đam cho lắm. Giảm đam con này đó. Rồi gạt nó luôn. 5 đam vừa đủ luôn á. Thì máu hơi thọt tí, nãy bỏ con kia ra mất nhiều máu quá, được hai cái ọt đó nè. Cái gương của mình hơi nặng rồi đó nha, chưa gì trên 70 rồi. Đi qua cát là tốn 2 điểm lận. Chết rồi còn 25 thật à. Cái này là cái gì? Bây giờ mình phải cắn cấp đó. Hồi nãy mình cắn cho con này với con nào đó? Con này với con này cái gì đó. Giờ cắn cho hai con đầu. Siêu nó lên khá khá. Bắn, cắn cho nó một cái thì nó hồi máu cũng được. Cái này chắc đồ phi shop thôi. Chết thầy sắp hết thật rồi sao giờ. Có cây xương rồng 6 thật. Mình đi qua đó tốn 6 luôn. 16 nè, được. Đi qua cây xương rồng ở đây. Ở đây có một số cái bài hát. 13, 13 không đủ. Đi đấm này. Nó chạy kìa. Chết 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 chết. Chơi game mà quái nó lại sợ người. Thì mấy con này vẫn như con nãy thôi. Mà bây giờ nó dồn đam xuống con dưới này. Ba con nó đánh góc phải dưới luôn. Không ổn nha. Này một hit chết luôn không.
thì nó chưa có boost gì hết. Nó gây 5 đam khí cho tất cả các quân phía trước là hai con này luôn. Khi 3 đam vật lý không có siêu thì chắc tôi cấu con này phát học. Đang quan coi đây, 3 đam vật lý không có siêu, con này không có kháng độc, yếu dưới nước. Cào nó không phát đi. Đau nghèo. Con này nó đánh tới con này tới con kia không? Boost 10 siêu cho nó, mình cũng nhận được 10 siêu nữa, nên là cũng không có lỗi cho lắm. Đây nó không nè, gây được 5 đam. Chỉ máu rồi là cái gì đó, thì hút được 25% máu của nó bằng cái lượng đam gây ra. 25% lượng đam gây ra sẽ thành hút máu cho mình nếu cái mục tiêu này nó không chết. Dùng 2 siêu mình dính cái hiệu ứng vỡ siêu rồi, nên sẽ hy sinh với 6 siêu con này. Chia 4 ra, 20 chia 4 là 5, 5 với 3 là 8. Một con. Đồ nó hồi 5 siêu luôn kìa. Bút cho đồng đội đi. Ủa sao bắn không được, hay là đang dính cái hồi chiêu? Đi ra bể siêu luôn rồi, bây giờ đấm phát, mình có 20 siêu đấm phát phá được cái 5 lớp siêu con này. Nó lại hồi 5 siêu nữa, chơi gì kỳ vậy ta. Với con này lấy được cục ký ức. Đàm như vừa được 7 đàm. Ủa 6 đàm vậy, nó còn 6 máu. 6 máu mình cào phát nó chết luôn. Nhận được 2 viên ngọc, một cái ngọc trai đen, cái cây này, cái cây xương rồng, chả biết cái gì. À, cái con này nó hết chúng nhích rồi, con bộ hung nó đẩy viên ngọc hết chúng nhích rồi. Giờ mình còn 7 thật à. Đi tới đây vừa đủ luôn. Bây giờ mình còn có nhiêu thực á, sao đi ta? Còn 3 thực á. Lại 3 thực cũng được. Cây xương rồng á cho mình 3 thực. Con này đam rất là khủng nè, nên tôi sẽ ưu tiên boost cho nó. Con này mất máu thì cho nó phát luôn.
bây giờ nó đâm theo hướng đông nam, đi qua chỗ này cho bất lợi lắm. Tôi nghĩ đi qua đây đây rồi đi xuống phía dưới có một cái ốc đảo thì mình có thể đào. Này là sao ta? Cái mới bấm cái gì? Được lên 16 thực luôn kìa. Ngon vãi. Thực ra tôi cũng chưa hiểu lắm. Đây là mình tới cái làng Gia Gia nè. Thì rất nhiều cư dân đang chờ đợi mình. Thì họ không chỉ vui mừng những món quà, thì họ còn hướng dẫn mình một số nhiều thứ nữa. Thì cơn gió nó thổi bay cái tàn tích gì đó, nó gợi nhớ về cái câu lạc bộ em ca. Nó trông giống như một trong những cái đoàn thám hiểm caravan mà của thập niên trước, là cái tem của mình đó. Trước đây là gần thập niên trước cũng có một cái tem gì nữa đâu. Ô này mình lấy được năm cái mà cái hạng này, thì trong một cái hố thì nhiệt độ nó sẽ quanh năm thì nó có thể đầm lạnh cái đó, như này dạng như đào cái hố xuống làm cái tủ đông đó. Nó theo thương nhân, thương nhân cái này thì dùng để mà chế được đồ vật liệu vũ khí. Này gì đây? Thì cái mặt nạ này giúp giúp mình ẩn cái khuôn mặt đi. Trang bị nó thì sao bảo vệ được mà cái bụi và cát. Tôi nghĩ cái này là thật á. Thì mình bây giờ đang rất là cần thật luôn. Bây giờ mình bán cái gì vậy? Bán cái đống ngọc đi. 2, 3, 4, 5. Cái ghia này nên bán hay giữ? Nặng quá 10 kg lận nên bán đi. Cái này cái âm nhạc hả? Bán luôn. Cái ghế này chả biết nó làm cái gì. Cái viên ngọc này tôi nghĩ nó hơi hơi quý á, nên không dám bán đâu. Tại giờ ấy nhìn thấy cái con bộ không có đẩy hoài à. Thì mua thử cái mặt nạ thôi, 40, cái này 30. Ô cái này mình trao đổi thôi nha, nên mình không có lấy tiền là được đâu. Không không không, đây mình sẽ lại được 2 đồng. Rồi đi thôi. Bây giờ khô đồ bấm vô sao ta? Thương nhân khách sạn. Vô khách sạn thì hồi máu còn 30 thật. Nhưng mà chỉ xài được lần thôi. Bây giờ đi thôi. Và mục tiêu của mình là qua bên cái làng bên đây. Thì xài hết đống cây xương rồng để lấy thực đi. Mình được 75 thực rồi. Cái coi đồ của mình có cái mặt nạ nè. Xài sao? Ô, mình chọn cái con đây đeo cho nó luôn. Đeo mặt nạ được cái gì? Chả biết. Thì thôi cứ đeo đại đi.
đi thôi. Có một cái gì màu xanh trên này. Cái màu xanh này nó chỉ qua bên kia là sao ta? Đào được không? Không được. Và cây xương rồng này được 6 thực nữa. Đây là cái nhiệm vụ chỗ mình cần đến. Thì có địch à. Lắng nghe hả? Ngôi làng thì giống như người đang nói chuyện với chúng tôi. Nó thì gợi nhớ đến ba cái này. Mantis nè, chắc con bộ ngựa này quá. Đây nè. Bigo. Gampat là con rắn độc này. Bigon là ngốc sên. Chúng tôi đã tìm thấy là Taluba. Thì bây giờ mình nghe thấy nó nói gì. Thì cái ức đã bị phá bởi cái là sinh vật. Sinh vật này lấy các là cái tên riêng thôi, để viết qua là thứ bảy. Nó hơn 50 năm trước rồi. Cái này liên quan với cốt truyện mà bán demo này. Hồi nãy vô tôi quên coi mất cái cốt truyện. Giờ đi đến đây lấy cái này luôn. Còn một cái gương. Thì đừng phải đi, không có dính cát. Vô cho mỏi. Những con này thì nó đang đi rất là chậm. Thì coi như là có một làng du mục sống trên cái lập cái trại trên lưng đó luôn á. Thì mình có mà nhà người hát rong là theo lơ nè. Nên chắc chọn cái này. Gửi tín hiệu vô cái mà nhà lữ hành đó. Thì mình gửi tín hiệu thì họ cho mình quăng cho mình một cái thang dây xuống. Chắc để leo lên lưng nó thôi. Leo lên làm gì? À họ bán 3 cái food. Thịt lớn 2 cục. Tổng cộng 42 đồng. Cái này thì chả biết làm cái gì nhưng mà nó có thể là không có giá trị gì cho mình, nhưng mà nó có thể gây người khác hứng thú thì đem bán luôn đi, đi shop hết. Bản demo này thì tôi chả biết nó là cái gì luôn. 8 đồng. Đây 42 42. Cho đổi đồng giá không. Cái nhạc nãy là cái gì ta? Cái này là cái nhạc phổ, không biết cái gì, chắc đi shop hết. Cái này là cộng 3 thật. Còn cái này cộng nhiêu thật? Cộng 16. 72. Cái này nhiêu? Cộng 4. Đổi mình hết lúc vít luôn hả? Thì nói chung là bây giờ là đi đường chút nữa. Lên đây 4 thật 2 nước. Nước để làm cái gì ta? Cái nước này dùng để rửa mấy cái viên tinh thể. Là dạng như cái lúng phích thì mở cái gương á. Thì bên đây thì nó chưa mở đâu. Đây trong bản demo là nó tắt hết chức năng ha. Bây giờ mình đi hướng đông bắc đó chứ. Mang theo cái đường này đi đi. Tôi không dám đụng vô này đâu, đi qua đó mất công vòng vòng. Hai rồi bốn. Nếu đi tới điểm này thì mất 6 điểm, 7 điểm. Còn đi đường vòng thì vẫn mất 7 điểm.
cái nào cũng như nhau à. Đi 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 qua đây trước, cái đây để dòng nữa cho thì cây xương rồng nước thì mình không có cái nhà thì giờ học rồi tưới lên đất thôi. Đây là một cái làng là vào bên trong cái cây thì một cái mà hơi ấm mềm mại bao phủ lấy chúng tôi. Thì vô đây là bắt tỏa cảnh thôi, dân tỏa cảnh thôi. Bấm cái gì nữa đây, bấm này vô à. Thì cộng được hai họ lọ hồi máu nè. Bây giờ nghỉ ngơi cái lấy 30 thực 99 thực đầy đủ rồi đó. Rồi thợ gàng, thương nhân. Thì họ bán cái siêu nè 30 tiền. Có bán lúc phích không? Không bán lúc phích này. Cái này là cái gì đó? Nó 2kg mà có 8 vàng à. Thấy rẻ rẻ bán luôn đi. Bán luôn cái này. Tổng cộng được 18 tiền. Không đủ, không đủ tiền. Rồi biết rồi, khách sạn ngày hồi vài cái. Bây giờ muốn vô kho đồ. Không bấm được vô kho đồ. Bấm được vô kho đồ để tôi coi lại cái này có tác dụng chưa. Không khó là tôi bán luôn á. Này nó có mũi tên ở trên nè. Đồ vật có giá trị hay gì á. Cây sản nó bán 18 mà mình bán có 12 à. Rồi ok, ngay cái điểm chính giữa là cái nữa được không? Không. Rồi đi thôi. Vô kho đồ. Lúc mà trong cái thành thì lại không vô kho đồ được, chắc là có chịu. À, cái chỉ số này à, 1454. Đeo cái này vô thì 11354 gì là cộng 1 trừ 1 lỗ cái gì. Thì cái này là nó kháng khí. Nó chỉ tăng máu thôi, giảm tốc độ đi. Cái này tăng siêu với mà tầm nhìn giảm một tầm nhìn nhưng mà tăng siêu thì tôi nghĩ là hợp cho con này hơn. Con này lên 6 siêu không không không, nãy tôi nhớ có con nào mà siêu mạnh thì nó đánh phát đầu đâu ta, như con voi này đúng rồi đó. Cái này là gì, 5 siêu rồi rồi. Cái mặt nạ này 1 siêu tăng 10 siêu. Mất 1 điểm tầm nhìn. Con gắn này điểm này rất là cao, có gì cho nó đi giao tiếp cũng được. Nên mấy con kia không cần. Con này 4 siêu, con này 6 siêu, con này 3 siêu. Lên được 6 tốc. Rồi ok, tạm thời chốt đội hình này đi. Bây giờ đi qua hướng đông bắc.
đào được cái gì đó. Chả biết cây sẵn nó lấy dụng gì luôn. Đi tới đây thì cũng không làm việc gì. Hay là tưới nước lên cây đó. Không. Nước này cái gì rửa mà cái thạch nhũ gì mà. Có cái lô gà đây nè. Cái này là cái gì? Dạng như một cái tàn tích vậy. Này. Cái đun. Có cái đun. Thì mình không có nhà thực vật ốc. Con bộ rùa 16 mà đi ra cái đó hơi bị nặng à. Đun này có cái gì không ta? Không. Hai bốn đi là 10, về 10 cái nữa là 20, nhưng mà được viên tinh thể. Đi luôn. Đây. Xuống dưới luôn. Đắp thằng này luôn. Đèn nữa. Ủa, tụi này là tem khác rồi. Cái 10 đám và 5 đám chuẩn. Ồ, nó đánh con này học máu mọt. Tụi này là không có kháng lửa. Nó mà giáp hơi mỏng à, nên đâm lửa vật lý luôn thì nó rất mạnh. Đánh con này thì nó còn có khoảng là một máu à. Chắc tôi phải cào nó một cái. Chứ tôi phải cào con này một cái để cho nó giảm đam, đánh đam 10 đam gây ra thì đau lắm. Cào nó cái đi. Bây giờ đau nha. Bữa sau con này nó chết luôn rồi. Mình thì không có khiêu hồi máu. Cào con này luôn, cướp mảnh ký ức của nó. Một áo. Rồi nó đánh xuyên giáp luôn, khiếp thiệt. Đáng lẽ mình giết con này mới đúng chứ, chưa ngu rồi. Mà không sao. Nó tự chơi nó chết luôn. Rồi ép đi. Mất hơi nhiều máu rồi. Quên đi cái skill của nó là đánh xuyên qua lớp giáp. Ủa đánh bỏ qua lớp giáp. Giờ mình đi vào cổng đây thôi. À mình có thể lên cái dùng ở góc trên bên phải nè. Đây là con đường một chiều á. Giống như bốn thầy trò đường tăng đi thỉnh kinh chứ. Nhìn nè. Vũ công ngộ không nè. Sao ngộ tỉnh nè. Sao ngộ tỉnh trong nguyên bản của nó là một con cá lên gạn hết vậy. Bây giờ mình có một viên up level. Xài luôn. Con này hết máu rồi. Vẫn không có gì mới. Để đi tiếp thôi.
có một cái gương, cái ba dấu chấm nổi. Đây mình có nhà chim tinh học đây, thì một cái bức tượng bằng pha lê trông giống như đang nhìn chúng tôi với cái vẻ rất là buồn bã của một cái tàn phai năm tháng, cái buồn từ rất xa xưa. Thì bây giờ mình chọn nhà chim tinh học đi, mình có cái này rồi, ở trên là mình có thể lấy luôn cái viên ngọc của nó nè, cảm giác rất xa lạ và tồi tệ. Thì chúng tôi đến và chạm vào cái viên ngọc ký ức, thì lấy được cái ký ức. Thì con game này mình đang trên hành trình đi tìm ký ức gì đó, cái gương báo nữa. Bây giờ đi thẳng lên hướng đông bắc luôn. Đây đây đây, phút của mình đây. Không không, đi vòng bánh đâu, đi bên trái đúng rồi. Phút tiếp. Đây nó có một con mắt. Ô, cái này nhà thám hiểm mới chọn được. Còn cái này bắt cái gì sao là phải có một cái khóa thường xương. Bây giờ mình có người kể chuyện. Một đêm nọ chúng tôi nhìn thấy rất nhiều ngôi sao vụt sáng. Vụt sáng qua thì cái những cái nhà chúng ta gặp gỡ những cái nhà lữ hành tên là Canis. Canis là cái con gì ta? Con gì mà có hai cái sừng, cái tướng cao cao gì? Trong cái màn đêm đấy thì chúng tôi rất là lo lắng. Trong họ rất là lo lắng. Nếu như những vì sao bắt đầu thay đổi thì có thể lạc mắt, họ có thể lạc lối. Thanh niên này nhìn hướng ngôi sao để đi đó. Trong mấy thời xưa nhìn cái chòm sao để định hướng vậy. Bây giờ chọn cái nhà kể chuyện thôi. Thì nói chung là đàn hát cho họ nhảy múa ra đêm. Thay vì tuyệt vọng thì chúng ta hất cục cùng nhau. Thì mới được cái gì nào? Kêu là sáp vậy nè. Thì đi thẳng lên hướng bắc tiếp. Đây có một cái cây. Hồi nãy tôi đi vô cái cây đó thì không được. Bây giờ trái hay phải? Tôi nghĩ là bên trái á. Không phá núi được nha. Trái đi. Thấy có cái đó khá ngon nhưng mà đi qua bản thì dọc lại tốn thật quá. Và đây thì có một cái vỏ sò. Hồi nãy đi dọc bên phải cũng được đó. Sai rồi. Qua đó tới 12 phút rồi. Thôi đi luôn. Thì có đồ mình đầy hả? Giờ biết bỏ gì vậy? Cái này 3kg 24 vàng bỏ không được. Ăn thịt thôi. Cái này 6kg 16 vàng. Cái này 8 vàng 1kg. Thì mình còn trống có 3 kg à. Đi kiếm ngôi làng nào để xả mới được. Hút đây. Rồi vô làng. Lại đây. Một ký. Dục cái gì 1 kg mà nó không phí đây. Cây sản 3 kg nè, cây sản này đập được cái gì không? Cái này là cái gì? Cái này dạng như cái mặt nạ giải lồng quyền cái gì? Bây giờ dục cái gì 1 kg bây giờ phương dân quá. 10 tiền, dây thường là 2 kg, 8 tiền, cái gương này rất là nặng nè,
mà không có lúc fix thì hơi khó đó. Chứ dùng cái này đi, cái này có 4 tiền rồi. Rồi, vô thành thôi. Ủa, cái này đâu phải cái thành. Vậy như cái tàn tích rất lớn bị bỏ quên rồi. Thì trông như là chưa có từng ai ghé qua. Mình thấy một quyển sách cổ. Ba khu rừng nghiên cứu đó. Thì con game này chủ yếu đi thu nhập mấy cái kiến thức ban đầu á, rồi nó vô đầu mình này. Rồi cái con bộ hôn gì đó đây, tới đây cái con mà hay lót game, nhưng mà trong cái đoạn video các cảnh đúng không, cái gì ba trăm bảy bốn thu nhập được 4 mảng ký ức, không lưu trữ được bất kỳ cái mảng ký ức này, kiến thức nào. Thì đây cái thực phẩm, vậy là đừng nói hết demo nha. Tôi mới đấm có vài con quái à, chưa có đủ tính toán bộ khiêu nữa. Hết luôn kìa. Game được nhưng mà như vậy không có new được luôn. Chỉ có new game thôi. Vậy coi như chúng ta hoàn thành cái demo ở đây rồi. Tôi chụp tấm hình lại các. Tôi tính ra vẫn là một con game tương đối hay. Đây. Con game là những người đi trên cát, mà thực ra là không phải người đâu, do cái bản dịch nó dịch thôi. Những kẻ đi trên cát mới đúng. Đây là một con game rất hay. Tương đối hay thôi chứ chưa có thể nói là rất hay được. Tại vì chưa thể tìm hiểu nhiều thứ. Nhưng mà cơ bản về thiết kế cái hệ thống mà chưa thức đầu thấy đạo ổn rồi đó. Không quá mạnh, một nhân vật nó có một vai trò rất là riêng luôn. Thì những vật phẩm có hình mà chế bơm khói là có thể dùng trong cái combat, vật phẩm tiêu thụ trong combat nè. Họ cái insight này để nâng cấp nhân vật thì nãy tôi đã thử rồi biết rồi. Đây một số trang bị, cái búa này cũng hai cái mấy trang bị này cộng tương đối là 1-2 điểm thôi. Đối với tôn sùng là cái điểm tín ngưỡng nè. Ba bốn vật phẩm có giá trị trong game. Vật phẩm nhiệm vụ. Thì mình lấy được cái vật phẩm đó mình đi đến nơi chỉ định. Rồi ok. Đây là các cái vùng đất trong dự kiến trong tương lai nè. Vùng này vùng đất axit luôn á, agit nhập. Có cây hoang mạc rồi băng giá. Muối, cái này muối không phải băng. Cái này đầm lầy. Còn cái này dùng xương. Còn nét. Thì sai kiểu này hơi bị ghê nha. Tập dụng quá nhiều cái xương sống luôn. Game này có trên Kickstarter luôn á. Được một con game rất là đáng mong chờ, hiện tại thì chưa có ngày ra mắt, chỉ có 2023 thôi. Tôi sẽ coi thử đây có cái demo nào nữa không. SCP á, SCP là cái dòng game nói về mà những cái quái vật có thực thể kỳ lạ. Mỗi con quái có đặc điểm riêng. Phân đúp là câu bộ đấm nhau á, giống vài lúc đó hả?
nghệ thuật chiến đấu Cyberpunk. Này thì trải nghiệm thể thao rồi, một con game nhập vai và thể loại tiểu thuyết drama tết 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 tây nữa. Chiến thực thời gian thực luôn á. Rồi rồi, game này cổ lắm mày. Một cách cổ đó thì tôi lười chơi lắm, nó dạng như game băng á. Này Sugar Demo gì nó lại. Đừng nói là 3K6 thiệt nha, đặt tên là Sugar Demo. Và đấy là tên. Thì nó này chỉ theo bạo lực thôi, chưa có hoàn thành nhiều. Tôi nhớ tôi còn tải một con demo đó. Bản này không ta? Không không. Con này như cũng không luôn. Con này tôi nhớ nó là kiểu quản lý mà chia theo từng cái khối lốc á. Tên là dạng nhập vai mà đi theo từng khối lốc nhỉ. Nhưng mà nó không có tiếng Anh nên tôi chưa có quan tâm đến nó. Kênh Vampire này con dạng như Vampire Survivor mà nó nằm trên biển nha. Một bữa cũng mới tải về thử mà nằm biển chơi đây nè. Vampire Survivor phiên bản biển cả. Thì trông cũng không hứng thú cho mấy. Bây giờ hơi ngập cái thể loại đó rồi, nên coi nhiều quá thì cũng chán. Thì con game này cũng khá là hay nè, tôi đã chơi rồi, chỉ là không quay video thôi. Anh em mà dạng như vừa thủ hành mà vừa quản lý chiến lược đó. Ở trên đó thì mình xây nhà, ở dưới mình xây nhà, mình rèn luyện cái vùng đất lãnh thổ của mình. Thì ở trên thì sau mỗi ngày cái quái nó sẽ tràn vào. Một là mình phòng thủ, còn hai là mình tấn công. Đó, ở dưới mình quản lý là quán cụ thôi, xây được rất nhiều thứ. Nhà cửa tăng thực để có mấy cái mớ tài nguyên rồi nè. Để có cái vàng tài nguyên cho nè. Thì sau đó mình ghi khui mấy cái thằng về thủ thành. Như mình tự nuôi quân của mình này, mình tiễn mang tướng ở đây nè. Đây hai con, một con hai sao luôn nè. Tiễn được con Demon luôn nè. Đó, thì ban ngày quái nó sẽ tràn vào đánh mình. Thủ không được thua thì hết thôi. Cái này là tới con Vampire luôn nè. Đây là cái tủ quán thống kê mỗi ngày của mình, đây là ngày thứ 9. Thịt được 112 mạng. Sống được 9 ngày cũng hay đó, tôi chơi thì sống 5-6 ngày. Tại con game này nó game khá nhiều. Game là cái dạng cày cuốc á. Thì lâu lâu có người lại cho mình một cái vật phẩm đi chọn nâng cấp. Thì mình có thể đi khám phá mấy vùng đất lân cận á. Mình thì mới vô nằm mỏ đây thôi, mình có thể đi thẳng lên qua phải, đi thẳng lên qua trái. Bây giờ là toan rồi nè, chấp nhận thất bại nữa nhé, không thể từ chối thất bại. Đây là cái ấy tôi nói về game nè. Thì xong mỗi màn chơi anh em sẽ tích được cái lượng tiền á, thì ra thì mình chọn mấy cái này mình nâng cấp. Mấy chỉ số này nó tăng rất là ít nên mà game là khá là nhiều luôn. Mỗi cái đợt game đầu anh em chỉ kiếm được khoảng là vài chục đến 100 thôi, cao lắm 100 thôi, chọn được một hai cái là hết rồi. Và mỗi lần chọn thì nó sẽ tăng giá lên mấy chục phần trăm đó, 10-20% giá tiền đó. Nên em game là cũng phải chơi đi vài chục lần, 5-7 tiếng á mới mua được khá khá điểm luôn này. Khá khá nha chứ không phải toàn bộ đâu. Thì bên đây là cái lớp mà thú cưỡi, cái lớp nhân vật bên đó nè, xe cái thầy vô bên đây nè. Thì cũng chưa có mở nhiều bởi vì đây là cái bản demo mà. Anh em nào hứng thú thì có thể chơi thử game này. Có video không? Thì tôi phái con pháp sư, ông pháp sư đó đánh đầm lan, đầm đầm rất mạnh luôn. Bây giờ mình mở lộ qua là cái thành kế bên nè. Đó, mình tiến quân về. Thì mỗi ngày quái nó sẽ dàn vô như vậy, mình còn thủ thôi. Chính cá này đủ quán rượu. Con game vừa quản lý vừa chiến thực, kết hợp hai cái khá là thú vị đó. Nhưng mà phải chờ bản đầy đủ còn sao nữa. Đây là con game dạng pixel rất là nặng nha. Anh em nào không mê được cái đồ họa này thì không chơi được đâu. Giống game nãy tôi chơi chứ. Đó, khoái bắt đầu tràn vô. Đây chắc cũng ngày thứ 7-8 rồi mới nhiều chứ. Rồi,
sọc phim rồi đấy, chuẩn bị chiến sinh được rồi. Cũng được gần ngàn follow. Thì con này thì hôm qua tôi đã chơi rồi, anh em có thể tìm cái video coi lại. Một con game xây dựng quản lý rất là hay nha. Thì con game này là thuộc top đầu danh sách mong chờ tôi đó. Mười mấy ngàn lượt follow. Đây, 16 ngàn hôm qua mới 15 ngàn cái gì không nhớ nữa. Đây đây đây, con game này tôi mới tải nè. Nó cũng giống giống cái bản demo mà hôm kia tôi chơi đó. Phong cách đồ họa nó thì anh em nhìn vô là thấy liền cái phong cách của Hades. Nhưng mà nó cái kiểu chơi nó real time. Nó thích. Thì giống con game mà cái gì? Welcome to the treacherous city of Abjectalia, where the most gifted orphans are sent to the academy. Giống con game này tôi chơi nè. Đập phá diện bóng tối nè. Thì nó cũng kiểu cái dạng gì luôn. Cũng kiểu cái dạng mà hành động. Hành động xong anh em có phải bao game lại. Trong cái thời gian mà mình hành động gì có thể bao game mà chọn phiêu á. Nó không thường là tên bay, cũng không thường là cái game hành động nhập vai được đó. Trong lúc anh em chọn cái tactic, cái chế độ chiến thuật á, thì nó sẽ thời gian nó làm chậm nhiều mà. Nhưng mà con game này lên tới hai nhân vật là khó điều khiển rồi. Thì con này chắc cũng theo thể loại đó thôi. Đây, điều tham bước sau nè. Cái kiểu thiết kế này nhìn vô là thấy giống Persona. Về tình yêu đích thực thì nó vậy đó, dừng lại chọn kill thôi thì sau đó thì nó chạy tiếp. Con này tôi đã tải demo rồi nhưng mà chưa có chơi, tại thấy nó thú vị nên tải thôi. Khi nào rảnh có thời gian thì sẽ chơi thử luôn. Thì cái hiệu ứng thì tương đối ổn đó, nhưng mà cái âm thanh làm thì nó chưa có chất cho lắm. When you make a pact with darkness. Mỗi cái phần âm thanh là chưa có đầu tư nhiều. Đây là thiết kế nhân vật nè, anh em nhìn thấy đậm cái chất Persona. Đây là cái ống thâm tai đó. Thì để tuần sau đi, tuần sau có thời gian rảnh tôi sẽ chơi thử game này. Trong đường này thì có. Phẩm gài cũng theo dõi nhưng mà hết rồi. Không còn game nào nữa. Mày dạng anime hả? Thôi. Anime Let's Sit 2D đó. Con này quản lý chiến thuật, đây là con mới chơi nè, con này tôi cũng đã chơi rồi. Shogun Shadow nè. Bạo lực hành động, bạo lực máu me, thôi nhắc bỏ qua. Cái dạng đó thì cũng lười coi chứ đừng nói chơi. Game này game dạng giải đố hả ta? Mộng chuột. Kiểu này đã ra mắt vào ngày 3 tháng 1 rồi. Thì chỉ mới được một lượt đánh giá thôi. Giá game 115 ngàn. Một con game thì thấy tâm quý của tác giả đó. Welcome to the treacherous city of Abjectalia, where the most gifted orphans are sent to. Phong cách màu rất là đặc trưng nha. Rất là tươi, hướng đến trẻ em nhưng mà nó lại là cái loại mà dễ đố. Thì tôi không nghĩ game này tệ đâu. Tại thiết kế mấy cái màn chơi như vậy là phải đầu tư chất xám rất là nhiều quá. Nhưng đáng tiếc cho anh ấy là không có ai chơi nhiều cả. Thì cũng mấy tháng trời rồi, 4 tháng rồi, 4 tháng rưỡi rồi. Mà chỉ mới có một lần đánh giá đầu tiên. Kiệt tác hả? Giá đơn giản hả? Con game này trông hay hay thiệt đó. Nhưng mà nó hơi kén người chơi. Thể loại 2D mà giải đố nữa. Màu sắc phối rất là tốt nha.
màu nâu và xanh lá, xanh dương là chỉ là hơi chói quá thôi. Tôi nên nghĩ là để cái nền background có cái màu này thì đẹp đó, mà để cái nền nó sẫm hơn tí, dạng tối hơn, gam màu thì nó tươi quá. Giúp tên buồn cho một con game mà tôi nghĩ nó sẽ tương đối hay. Còn đây là cái con game mà hình như nông trại vậy. Game này cũng đã ra mắt rồi, cũng tháng mấy rồi, mới được 6 đánh giá thôi. Cái này là cũng tiệm cận mà sinh tử luôn rồi đó. Cái này có ý nghĩa gì không? Không, nút siêu phi ga này không ý nghĩa gì hết. Đỡ nổi luôn. Siêu phi ga, con game dạng Pilu khám phá và quản lý gì thôi. Economy đó nè, có hành động luôn, dạng tinh bay đánh theo từng lượt. Nhưng mà cái quản lý tài chính này thì lại không sâu vô. Cái này là có liên quan đến nhân vật ở ngoài gì ta. Một con game cũng rất là thấy là tâm huyết, nhồi nhét rất nhiều thể loại nha. Trong thì hơi bự anh tí. Vào cốt truyện nè, fantasy nữa nè, còn mấy thẻ hot không á. Open world nè, open world nữa nè. Hầu hết là cái lời khen, một cái đánh giá là của người dùng miễn phí luôn, nhưng anh ấy là chê 4/10. Thì NPC giống như con búp bê di chuyển du lịch vậy. Game cũng tệ, UI cũng thiết tế là rất là tệ luôn. Vẫn đang Ely upset nên vẫn còn cơ hội trong game này. Thời gian Ely upset là trong 1 đến khoảng nửa năm. Thì tôi đã coi hết cái list game đó, để tôi coi cái list game giảm giá. Arcane Paga đi, để dòm lên cho anh em dễ nha. Thì đây là cái máy Arcane này, chắc anh em biết chứ gì. Dạng cái máy mà chơi game đời đầu á. Đó, cái máy chơi game thục đời đầu á. Thì tôi nghĩ con game này nó giả lập cái mà một máy chơi game đó. Chắc vô game này anh em có thể chơi được mấy con game cổ cổ á. Gần 1000 đánh giá luôn, 600 đánh giá luôn. Đó, anh em quản lý một máy có thể chơi được mấy game cổ cổ á. Thì cái này là bên châu Âu, châu Mỹ nhiều, như Nhật Bản là nhiều. Còn lại mà Việt Nam mình tuổi thơ rồi đó là phải bắt đầu từ cái dòng mà lấy tay sạch. Họ làm luôn cái video người quảng cáo đó. Thiệt cơ, đầu tư chất lượng hẳn hoi quá ha. Giờ mấy máy cổ cổ này chắc anh em là khó gặp luôn chứ đừng có biết nữa. Trong cái phim John là cũng nhắc về mấy con máy dạng thục như vậy. Bây giờ anh em vô mấy trung tâm thương mại thì mấy cái máy dọc máy nó đời mới hết rồi. Game thì vẫn có thể giữ cái phong cách cũ thôi. Hồi xưa cái máy này gọi là cái máy hình sàn. Sàn chứ không phải là sàn bầu cua mà dạng cá độ quay đèn đèn. Thì cái thời đó là có mấy con Jet Fighter, Mortal Kombat rồi. Jet Fighter. Thì con này hình như tôi mới đọc thông tin là chuẩn bị lên mấy cái máy mà PlayStation. Chứ mà hình như nó đang miễn phí trong tháng này, trong gói bình đời vậy. Tôi chưa có nhận gói bình đời tháng này, chưa biết. Thì con game mà dạng auto battle đó. Đây, auto battle đó. Anh em gàn cái quân của mình này để đấm nhau thôi, qua từng tool chứ. Thì trông như vậy chứ không có dễ đâu. Tôi cũng an hành khá nhiều cái dòng game này. À, con game này như có cho anh mà Game Pass luôn. PC Game Pass đó. Anh em nào bỏ anh tháng mấy chục nghìn có thể chơi thoải mái cái con game đó. Thì có luôn con game này. Một con game rất là hay. Cái kiểu nâng cấp mà không có giới hạn, vừa phải tính toán thì vừa phải sắp xếp mọi thứ thôi. Thì nhìn mấy cái thằng lính của mình nó lôi nhoi nó đấm nhau thì cũng vui lắm. Đây, nhìn cái hình này là anh em sẽ biết thôi,
nó dạng như là cái cờ nhân phẩm vậy, chung một lát với nhau thì nó cộng dồn mấy cái điểm này lại, đủ số lượng bao nhiêu con đó thì nó sẽ tăng cái điểm này lên, gọi là cái điểm mà theo từng lát của nó thôi. Này đấu boss nè, Cerberus chó ba đầu, game này cũng đang giảm giá 40% luôn. Lần cập nhật gần nhất thì 4 ngày trước, có thể là bản update gì đó để khi nào rảnh có thời gian bây giờ là đang có hơn 100 người trong game luôn. Một con game thì rất hay rồi, thì lúc trước họ cũng vừa tăng giá vào tháng 10 năm ngoái, thì theo chính sách mà điều khi chỉnh giá của Steam nè nên mới tăng lên tí, nhưng mà mức giảm thì rất là sâu. ABC này tôi nhớ là nhạc sĩ mà ta, thêm cái kiểu game mà gây thêm thì music này nữa, không lẽ là con game âm nhạc của mấy cái bài hát bản quyền không ta? Đây nè, 25 bản beat của ABC, một những bản beat hit lớn. Thì hồi đó tôi cũng có một vài lần nghe của ABC này, không ngờ họ có một con game âm nhạc làm riêng luôn, nổi tiếng quá ha. Cũng cách đây 4 năm rồi, 3 năm rưỡi rồi. Thì là update gần nhất rồi cũng cách đây 3 năm, 2 năm. Con này là chuyển hàng cho mặt trăng nè. Con này lúc trước đọc thông tin chứ không có chơi, hình như tôi nhớ nó có cái thẻ mà kinh dị nó hay gì. Không, nó chỉ có vào cốt truyện thôi. Con này giá lập đi bộ. Con này dạng chiêu chiêu, chủ yếu là sau mấy cái đồ họa, nhưng mà công nghệ mới có trên Yugi luôn cả. Lúc trước đọc thông tin chứ không định chơi. Con này giống Death Stranding nhá. Tôi nghĩ là tuần sau Epic nó sẽ ghi lại con Death Stranding hơn lần nữa. Nói về mấy cái con mà vận chuyển hàng mà, thì Epic nó đang đưa ra rất là nhiều cái gợi ý, rất là nhiều gợi ý về, gần như là 10 cái manh mối gợi ý về tuần sau luôn. Đây nè, 1 và 2 nè. Thì tôi vẫn nghĩ tuần sau nó là vẫn là cái con biết chạy lên bản đi ghét cúc thôi. Đây là những con game miễn phí trên cái nền tảng Epic. Smite này trông rất là hot nè. Thì không biết giờ còn ai chơi không, ở Việt Nam không? Paladin cũng gì luôn. Warframe thì vẫn còn người chơi. Dawnless là một cái con mà dạng như là tiểu mini của cái con Winter Hunter. Lúc trước cũng chơi con này rất nhiều, hơi nhiều thôi chứ không hy gọi nó rất nhiều được, chỉ khoảng hơn chục giờ rồi. Con gà đẻ trứng vàng của Epic nè, con này vẫn còn sống rồi đó. Con này dạng là shooter lobber, shooter loot, vừa bắn vừa loot. Con này cũng gì luôn. Destiny thì chủ yếu bỏ tiền mua DLC. Amlab này anh em dành cho những anh em mà tập luyện am á. Con gai này ra sự thật mới rồi. Con này vừa lên cũng vừa xuống như con ao mong hết luôn. Gom nhập vai đóng vậy thời cổ Uga. À đây là con game mà nhập vai của mấy anh Trung Quốc, của mấy anh Nhật Bản nè. Gì rồi bây giờ nè, cái chia hình thái màn hình, một bên điều khiển xe, một bên cầu lông, mà giá không rẻ nè. Đây giá cũng hơi khác với cái đóng DLC. Con này dạng người thú, Fuga người thú đó. Đó, combat đã thấy chia hai bên là tấn công một tổ tính toán được đi rồi. Rồi, thành cái xe rồi. Đó, hai bên bên nhau. Thì cái thay đổi này thì tôi cũng không mê cho lắm, nên cũng chưa có chơi. Với lại cái giá game này thì chắc phải bỏ qua thôi. Dù họ có demo luôn mà, game cũng hơn 2 năm rồi. Gần 2 năm. Game giải đố gì đây? Gip tận game đua xe hả gì mà? Ừ. Gip Boom Simulator thì con này vừa ra mắt gần đây. Lúc trước tôi đã chơi rồi, trên thời gian rất lâu rồi. Bây giờ họ mới ra cái bản ngoài chính nè. Bản chính thức. Thì cũng đâu, ngày 12 cũng 3 ngày trước thôi. Nó cũng đang lột shop bán chạy trên Steam á. Còn con game rẻ, bẩn bựa, để loại mà Simulator giả lập là ăn mày
trông khá là bẩn bựa luôn á. Thì sau cái đợt thành công, sau cái đợt thành công từ Ellie Upset á, đây nè, Ellie Upset vào tháng 8 là năm 21, cách đây khoảng năm rưỡi. Thì sau cái đợt thành công đó thì họ bắt đầu đầu tư con game rất là nhiều luôn, chỉnh chu thì ra bản hoàn chỉnh vào khoảng 2-3 ngày trước. Thì nó cũng được cộng đồng rất là mong đợi với đánh giá cao. Anh em vô cái giò này có thể đập phá thoải mái, chim bồ câu đem thuốc nổ nè. Nhưng mà biểu tượng là Shukigan, là anh em có thể ném con bồ câu này như một cái phi tiêu thiệt luôn á, đúng nghĩa luôn á. Tất nhiên đây là game sinh tồn, anh em phải lo mấy cái này, đi lụm ve chai xong rồi bán kiếm tiền, hoặc là ăn xin người khác. Rồi cũng phải là cạnh tranh phe phái với mấy cái team khác. Game rất là bẩn bựa, nhưng mà nó vui. Anh em này chơi thì cũng rẻ lắm, đây mới 90.000 à. Nó giảm giá hai lần, đợt này thì nó giảm tới ngày 20 tháng 5 lần. Người chiến phi lưu của Viking gì đó. Thì game này cũng khổ lắm rồi nên tôi không có chơi. Mô phỏng máy bay gì đây. Con này thì cho vàng tôi cũng không bao giờ chơi luôn. Tấm máu mè nó kinh dị mà nó lại là mô phỏng với cái là thực tế nữa, máu mè thực tế luôn á. Một cái dạng game mà không bao giờ tôi dám chơi là coi luôn. Con này coi thì còn thu nhỏ màn hình lại dám coi để biết chuyện cái nội dung nó làm sao. Còn cái gì chơi thì không có khả năng chơi rồi. Bây giờ nó đang có đợt giảm giá mà sâu nhất từ trước đến giờ luôn. Nếu thấy tôi ghi lâu rồi. Con này dạng chiến tranh nhưng mà xây nhà xây dựng căn cứ vậy. Anh em chơi mấy cái dòng game như mà Game World rồi thì sẽ biết. Con này ra cách đây 10 năm rồi nên đồ họa nó hơi cổ một tí. Gitfall này hình như là tôi có nữa mà chưa có mở con game ra bao giờ luôn. Để tí nữa lục lại không nhớ nữa. Bên con là con giả lập đồng con mà gì nhiều hôn để bàn nhá. Bắn nhau đồ cũng bem như là cái game phi đội hồi xưa chứ. Con này đang nền tảng quá ha. Lord of the Rings thì con game mà giải đố mà yếu tố kinh dị nè. Nãy tôi nhầm với con vận chuyển rồi. Thì con game này tôi đã theo dõi khá lâu rồi, cũng muốn chơi nó. Nhưng mà thấy cái yếu tố rồi đã kinh dị rồi lại còn máu me nữa nên tôi bỏ qua luôn. Bối cảnh hơi nước. Bước trình thứ nhất. Game này hồi trước thì có đọc thông tin nhiều lắm nhưng mà lại không có chơi. Trời ơi nó có ghê gợn không ta. Thôi thôi dẹp đi. Nét. Nét ngay giờ luôn. Lại kinh dị sinh tồn ám ảnh tâm lý. Nét luôn. Con này thì như có yếu tố 18 cộng nên tôi không tiện bấm vô. Ủa sao nó hành chơi miễn phí vậy ta. Con này tôi nhớ như có bản vượt quá không. Bản này hay là cái con kinh đồng vậy đó. Đây là một game giản lý, quản lý mà sau này anh em chơi Victoria 3 thì thấy nó gần giống như con đó. Con Founder này thì tôi mua rồi. Mà không biết tại sao tôi mua nó chứ. Hình như là có thằng để nó chơi rồi mua cho nó. Infection thì con game rất ý nghĩa, nhẹ nhàng. Con này có trên PC Game Pass luôn. Tôi đã chơi nó vào phá đảo rồi. Một cách kể chuyện thông qua hình ảnh rất là ý nghĩa. Trông đơn giản vậy thôi chứ mà vô con game này thì chiêu đúng rồi, chiêu thiệt luôn. Gameplay của anh em là gì? Mỗi cái căn phòng, tuổi thơ từ lớn đến bé. Anh em là sẽ moi cái đống đồ ra và sắp xếp vô căn phòng. Trông đơn giản vậy thôi. Nhưng mà nó rất thú vị, nó hoài niệm đó. Từ cái tuổi thơ anh em bé thơ sinh ra đi học cấp 1, cấp 2 cho đến khi cái thời đại học đi làm luôn. Bận biểu với công việc thời gian sắp xếp cái căn phòng của mình. Đó, bây giờ là mình đã có tuổi rồi. Như cái hình này nãy là ước mơ của anh em là trở thành một nhà thiết kế may mặc. Có cái áo mẫu màu đặc với mã máy may. Cũng design ở đây luôn. Thì tuổi thơ anh em thì vẫn gắn liền với game này thấy không. Nữ dâm thủ nè. Có cái áo Pingua đầu xin sò Gundam đâu. Này không phải Gundam cho lắm.
thì cái mượn nghệ thuật hình ảnh để tạo cảnh đồ rất là hay, dẫn dắt cốt truyện cái gì á, có thể nói đây một những con siêu phẩm indie luôn. Càng tắm đẹp cũng chăm chút rất là mọi thứ nữa. Tất hầu hết cái đồ vật đều có thể tương tác được luôn. Game này thì tôi đã chơi trên mà PC Game Pass rồi. Giá thổ của nó vẫn còn rất rẻ nè, chỉ có khoảng 30.000 thôi, rất đáng để anh em mua sưu lọc. 23.000 giống hơi 30. Họ giảm giá rất là sâu giống đợt này, sâu nhất từ trước đến nay luôn. Chơi game này nhớ thì về cái thời tuổi thơ thì Visual Novel có sexy contour đó, content đó. Giải đố hành động phiêu lưu khám phá Capo Shadow Mordor thì nó cũng đang có giảm giá đợt mới. Cái bản Midnight này, Shadow Mordor này đó có vượt quá luôn. Tôi nhớ là có một bản vượt quá rất là đầy đủ chỉnh luôn. Anh em nào thích cái bối cảnh mà trung địa thì chơi thử game này. Mình có thể ghi tui quân cho mình rồi cho tướng cho mình luôn, sau đó là đi bem chiếm lành đầu đủ hết. Này game gì ngổ ta, để tí coi thử. Đấu nhau tự do, game này ra mắt 20 năm rồi. Những anh em nào chuẩn bị thi đại học thì chắc con game này nó còn lớn tuổi hơn á. Tâm mình sâu nè. Game này thì rất là hay, nó là dạng như cái sạch đi bồ phiên bản cổ vậy. Có 18 cộng nè, tôi nhớ cái cảnh ban đầu khi mà uống chiều đó, đó, cái cảnh vô phòng tắm đó, đó là cảnh 18 cộng á. Nuy thẳng từ trên A đến Z trên xuống luôn. Nên em chơi con game này để ý tí. Thì dạng mà có kinh dị nhưng mà nó phiêu lưu sinh tồn, con này giải đố cũng không có dễ đâu, cũng hơi là chát chúa. Bật nghĩ tường Jun Hotel này, con này nhớ miễn phí rồi mà ta. Thế bài coi thử con game này trong số quỷ phết á. Đây là theo bài gách đau góc cuồng nộ gì gai tôm. Cái này lượng sát thương quá, 40 x 30 là 120, 120 x 2 nữa 240. Sắp xếp vị trí tất cả chiêu thức rồi đánh nhau. Ghê vậy, rất là nhiều nhân vật luôn à. Game trông có vẻ thú vị phết á. Tokyo Game Show 2019. Giờ nó có thẻ Goguline, giá sành Goguline rồi. Nên sau mỗi màn chơi có thể là nó thu được cái thẻ bài để mình tiếp tục cái dặn đường đi. Trông thì cũng ổn. Thiết kế icon cũng rất là đẹp, cái đầu tư chính chung. UX UI thì nhìn thấy gói tí, nhưng mà mấy cái dòng game dạng này thì đâu thấy dễ nhìn cực. Nhìn như cái chỗ này nó rất là loạn nè. 300 đào. Giá đang rất là đốt luôn nè. Giá thổ giá game còn rẻ nè. Giá rất là tốt luôn, giảm giá 60% nè. Nên con game này chắc tươi gom thử vô. Để cái gì không chơi thì cũng đi chân được. Đây. Game này cũng mới ra gần đây thôi, khoảng 3 năm rồi. Cũng được. Nãy giờ mò mò cũng được 1-2 game hay. LGBT nữa hả? LGBT bên đất theo hả? Game này trông cũng hay quá vậy. Rồi, game tên gì đây? Game đua xe.
nhưng mà cái phong cách nó làm theo kiểu mà anime với mà comic thời xưa. Phải tờ game này dọn gác nè, Vogulai chiến thực. Con này thì hình như tôi mua hồi chiều hay gì rồi, tôi không nhớ nữa. Ừ đúng rồi, tôi mới mua chiều luôn nè. Thì để ạc vô cái thư viện đi. Con này thì không biết bao giờ tôi chơi. Nhưng game thì cứ mua để đó nè, khi nào chơi đó. Thấy nó đang giảm giá cũng sâu á, lần này giảm giá sâu rất là sâu nè. Nhiều thấy tôi ghi lâu nè, nên đưa bút luôn. Con này thấy giảm giá cũng lâu lắm mà. Chừng mở tới giờ nó vẫn còn giảm nữa. Ok. Game chăn nuôi con Spy này tôi nhớ cái bản 2 mà ta. Này họ chỉ khuyến mãi bản 1 thôi. Con này tôi cũng mua rồi, chưa chơi lần nào được. Thấy ghê rẻ nên mua để đó. Trong thì cái game đây nó khá là thú vị, nên mua để chủ yếu là sau này muốn làm game dạng này thì mới bắt đầu chơi để học ý tưởng thôi. Cách cho này nhưng nó cũng cho mình miễn phí rồi. Con này hay là con mà Survivor Mask nữa. Không nhớ nữa. Viết cao. Tùng kiên pháp. Thì cái này hình như là cái mớ này hình như trong cái đợt game giảm giá của nó mà cái nhà phát hành họ. Để tôi coi con game bắn súng hành động nè. Giá 100k được. Chỉ là laser thôi, không có co-op được với bạn bè. Thì nếu có co-op được thì chắc tôi cũng chơi mình. Game bắn phá rất là thoải mái nha. Lâu rồi không chơi mấy cái game dạng này. Tôi cũng đang dự định chơi lại con game này nè. Nó cũng pixel top down trên xuống 2D. Tên gì tôi quên mất rồi. Tôi nhớ viết cái review nó rồi, nhưng mà sau này nó ra cái bản. Nó có update gì thêm không? Lâu rồi không thấy thông tin nó kép test, đúng rồi. Đây, con game này đây. Thì gần đây không biết họ có update gì không? Con này lúc trước đã phá đảo rồi. Lúc đó chưa co-op mà bản co-op nó lỗi quá trời lỗi luôn. Sau này họ có mini update vài thứ rồi đó. Game trong cũng là cái ngộ ngộ này hay nè, nên tôi cũng muốn chơi thử. Đó, em có thể xây nhà tam thú rồi về cưỡi thì mua vũ khí rồi rất nhiều thứ thú vị luôn. Mấy cái này như mới đó, chứ hồi lúc mà tôi chơi chưa có cái này đâu. Về 1.0 tôi chơi cũng lâu dữ lắm rồi. View update rồi đó. Đây. Sao mà nó mở ra thẻ mới luôn vậy ta? Ồ. View update cũng từ tháng 8 năm trước rồi. Tháng 5 năm trước. Cái này là tôi chơi lần nào? Tháng 6. 6 tháng 6. Xong để tôi coi là cái mớ thành tích của tôi đâu biết cái gì. Cũng ngày 4 tháng 6 đúng rồi. Vậy là tập giữa tháng 6. Tập giữa tháng 6 tới giờ thì nó chỉ có bản update này thôi. Này bản update tháng 5. Thì tính ra là cũng chưa có gì nhiều. 25 tháng 5 là chủ yếu fix mấy cái lỗi bớt. Bán được 100.000 bản luôn, khiếp. Con này thì nó bui trên cái nền tảng cũng tương tự như con Gimver á, nên em nhìn thấy có nhiều nét tương đồng. Nhưng mà con này nó thiên về yếu tố hành động hơn là mấy cái quản lý và xây dựng. Thì vẫn tất nhiên là vẫn cần quản lý xây dựng, nhưng mà cái yếu tố hành động là cho nó. Game đã giảm giá 35% 6 lần.
Hiện tại thì hơn 100 người đang chơi luôn, 40.000 con luôn. Bán được 100.000 bản là tôi nghĩ vẫn còn hơi ít á. 100.000 bản là chắc hồi đó thôi, chứ giờ nhiều hơn rồi. Đây là cái tiến độ làm việc báo cáo ở kiểu này nè, thiết bị nè, body part tiếp, nếu là dạng như là ghép tay chân máy móc rồi vô cơ thể. Thì bản này hứa từ 29 tháng 8 tới giờ là tới giờ là 21 tháng 2 là bản cập nhật gần đây thì vẫn chưa có thêm cái gì đó, nên chắc tôi sẽ chờ thêm thời gian nữa chơi lại luôn. Game này cũng tạm tạm, nhưng mà nếu như update lên đầy đủ tính năng, phát triển thêm nhiều thứ thì nó sẽ hay. Như đây là cái bản mã chủ gen của mình thì ghép cùng loại với nhau nhiều thứ vô thì nó sẽ tăng lên. Như ba cái loại phép này thì con phép cưỡi mình sẽ tăng nó 25% tốc độ đánh. Rồi mình có thể là cái ghép gen là clone ra thằng đệ dân bản vô tính luôn. Rất nhiều thứ để làm. Hồi đó tôi xây cái bay rồi cũng khủng khiếp lắm. Bây giờ vốn biết còn không? Mất rồi hơi bị buồn nha. Con này có lao xếp không ta? Có. Chung lao này. Thì con game này là lên ý tưởng là 2016 à. Thành lập cuối năm 2016 là thành lập về cái gì? Rồi con game hay ý tưởng 2018 Early Access. Và phiên bản là có thể thương mại vào năm 2022 tháng 5. Làm việc xuống 6 năm thì 100.000 bản là xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra tâm huyết và đầu tư vô game rồi. Nửa thập kỷ để đầu tư một con game. Đời người thì giác tạo được 5-6 game gì đó. Đấy là anh em có mà cái việc để phát triển ý tưởng đó. Đây là cái bay của tôi xây dựng rất cực khổ, đi lượm đường mua qua về lắp vô chồng. Co-op thì hồi này nó rất là to luôn, nên là mấy cái phòng tôi xây là đầy đủ tiện nghi hết, cái khu ăn chơi, đàn ra nhạc, phòng ngủ rồi phòng tắm hơi dưới này nó. Và lúc này các bạn update mà mấy con NPC này rất là ngu luôn, dẫn nó vô nhà không ở đâu, cứ lang thang ngoài rừng cho bị giết bị bắt vậy. Đây là bản ghép cái gen của vấn đề tôi, nô lệ số 4. Đây là cái khu vườn phòng tắm bản mã gen. Đây là cái trận boss gần cuối, rất là thoải mái luôn, thằng đệ nó đéo vô được, nó đi lên tới đây nó kẹt ở ngoài co-op mà game vậy đó. Thì cuối cùng một mình tôi quẩy trong này muốn học máu mồm. Đây là cái bản bạn chế tạo nè, nô lệ số 1, nô lệ số 2, nô lệ 3, 4. Đây là mấy con phép tôi nuôi để giữ nhà này. Bây giờ nhớ lại thì thấy chơi cũng ổn, anh em có thể cưỡi mấy con này thoải mái nha, như anh em cưỡi gà cũng được nè, cưỡi chuột cũng được nè. Đây là cái bãi farm tài nguyên này, còn qua game khác à. Con bên đá này lúc trước tôi cũng được mài tép đó. Sau đó nó góp FPS với hiệu năng quá, lúc đó là tôi xài nâng cạc lên rồi đó nha, mà vẫn chơi không nổi. Con này thì tôi cũng đã viết demo một lần rồi. Lối chơi nó thì rất là đơn giản, nhưng mà nó phải tính toán rất nhiều trong cái sự đơn giản đó. Đây, tôi có viết review luôn nè. Ý tưởng đơn giản, đồ họa nhẹ nhàng, lối chơi tươi sáng, lối chơi sáng tạo có chiều sâu, trước mắt là ấn tượng với những gì trò chơi mang lại. Và bản chính thức thì sẽ nhiều cải thiện hơn. Nói gì cũng đi nói nha. Nhưng mà cũng nói gì khác được bây giờ. Bây giờ mới có bản demo với bản logo của nó thôi. Nào. Game này đạt được 2.000 lượt follow là cũng tạm ổn rồi đó. Tại vì trong thì gì thôi, chứ thực ra mấy game này rất là kén người chơi nha. Thậm chí những người chơi như tôi thì cũng là ít chơi mấy dòng game này lắm, trừ phi những ai đam mê. Nhưng mà cái ưu điểm đầu tiên của nó là cấu hình với đồ họa này rất là nhẹ. Cái UX UI này là anh em để ý nè, nó tập trung vào cái cốc, tức là anh em có thể dễ dàng port lên mobile luôn á. Riêng trên PC thì rất ít người thích cái thể loại, còn ngược lại trên mobile thì người ta thích rất là nhiều. Thậm chí anh em có thể bán trả phí hoặc là miễn phí cũng được, tại vì nó là cái thể loại Google Live này em sẽ chết rất nhiều, cài cũng rất nhiều, nên mỗi lần chết là anh em phải nhấp vào quảng cáo đó luôn, doanh thu rất đáng kể đó. Khi đưa lên game lên Steam thì tốn 100 đô rồi, đưa lên mà
Apple to thì cũng cái giá gần như tương tự vậy luôn, 70 hay là 100 á, thì đưa lên CH Play cũng tốn vài chục đô vậy. Thì nhưng mà trên đó thì anh em mới thấy nuôi game lâu dài được, update đồ vô tận tình vô, hút cái lượt quảng cáo đánh đến người nhiều đối tượng thôi. Con này quý 2 năm 2023 thì tức là bán ra trong vòng tháng sau. VR hả? VR thì chắc đôi không chơi đâu. Thực ra là không phải là không chơi mà là không chơi được. Muốn chơi thì muốn thôi. Kinh tế nghèo khổ khó khăn. Chơi con game còn gách lên gách xuống này. Game này đánh về thị trường thương mại á, lựa chọn test bắt. Trong mà UI đồ thiết kế có thể chỉnh chung nha. Anh em nhìn mấy cái icon nào thiết kế là bo góc vị trí đồ canh giữa rồi đầy đủ hết đó. Mấy cái icon phối màu dù để nhỏ kích thước nhỏ hay lớn là vẫn hiển thị được những thứ cần thiết nè, phông chữ cũng được đầu tư nữa nè. Những cái dòng chữ bình thường thì nó sẽ để bình thường, những cái nào mà nhấn mạnh đồ vô cái yếu tố công kích hay là tên gọi á thì họ là quyết tập cái phòng phòng lại game. Riêng con game này là tên bay thiết kế UX rất là đẹp. Mặc dù cái game này thì tôi không biết làm sao, có thể là cái dạng đánh nhau bằng nhân bản thôi, hoàn thành tất cả tàn bài, nhưng mà thiết kế UX thì rất là đẹp, cân bằng các lốc mà cái vị trí canh giữa test rồi ổn. Thanh niên này chắc cái bên mà thiết kế dev hoặc là chuyên thiết kế mấy UX UI game đó, gọi là hood design á, giao diện rất là đẹp. Ồ, game đã ra mắt rồi nè, giá game cũng khá rẻ nè. Rồi thử cái video à. Game này là thể loại là táp bộ tốt rồi game trên bàn cờ, game trên bàn á đó. Thì họ tập trung vào thiết kế cái bối cảnh chung hơn là mấy cái hiệu ứng nhân vật, cái animation effect đó. Nói chung như vậy là tiết kiệm tí mà nhân lực tuyệt vời thôi, mà đầu tư vô những thứ cần thiết thôi. Đây, tập bộ top dạng game trên mặt cái mặt bàn thì tôi cũng rất muốn làm con game dạng như vậy. Đến tháng 9 thì rảnh rỗi tí thì suy nghĩ thôi. Game này khá ổn nhưng mà lại công việc công bằng nữa không? Cái game này nó đã như vậy rồi mà lại ưu tiên vô mà cái điểm chơi trừ nữa chứ. Tốc độ chậm thì con game này đương nhiên cũng phải tốc độ chậm. Không thấy good được, good thì nó nhanh quá ổn. Một cái đánh giá nhưng mà góp ý rất là nhiều thì chê thì cũng hơi sai đấy, nhưng mà bù lại thì đóng góp cho dev rất là nhiều lắm. Thì cũng không muốn tệ lắm. Tức là con game này nó không dở đâu. Bù lại thì thanh niên này chắc đánh giá là chắc nêu lên cái ý kiến khó tính của mình thôi, thì rất tiếc là chưa đạt được 10 review nhưng mà con số này thì cũng sắp đến rồi đó. Game thì ra mắt 2 tuần hỏi thanh niên không, thường mấy con game indie mà lên Steam là chỉ có 1 tuần đầu để anh em thể hiện hết tất cả những gì mình đã có rồi cho đến ngày 7 là không thể hiện được đó thì em vẫn còn 1 tuần đó. Đến ngày 14, 13, 14 rồi để vớt vát, nếu như sau 2 tuần mà không có tí khả quan là Steam bắt đầu bóp đầu luôn, nó bóp anh em là không thể hiển thị, thậm chí nhập đúng cái tên vô cái khung set này tìm cũng khó ra game đó. Đây là con game đầu tay của anh ấy thôi, nhìn dở tiến trình này thì cũng phát triển là hơn 1 năm rưỡi, hơn năm năm cũng 5 rưỡi đã
tại vì ra cái bản demo cách đây 1 năm rồi. Khi demo là anh em đã có khoảng 70-80% game rồi đó. Nhưng mà sau 1 năm thì mới ra mắt được. Ủa? À, hai game, anh Niên này có hai game lận. Đây một con game cũ là anh ấy. Con game này cũng là phong cách đồ họa nó tăm tối hơn. Thiết kế cũng vẫn đẹp như xưa. Nhìn cái này rất là đặc trưng luôn. Thì cái bản kia chắc là nâng cấp lên. Nhưng mà tôi thấy bản này nó đẹp hơn đó. Đẹp hơn rất nhiều luôn. Bản này ra mắt vào năm ngoái. Vẫn còn cập nhật đầy đủ nha. Nên anh Liên nó phát triển hai bản game cùng lúc luôn. Thì con này đạt được rất nhiều thành công. Dev này cũng chịu khó phản hồi lại mấy thông tin nữa. Chăm chút game mình, sản phẩm đầu tay. Sau 1 năm lại ra mắt thêm con game nữa. Con này cứ quyết định đi. Lại đánh giá sâu sâu, chắc tôi cũng múc bản ủng hộ luôn. Còn đích dễ tay mà dạng phi luôn. Dễ tay mà dễ ra cái con 3D như gì xấu như gì. Ôi, không hợp cái kiểu đồ họa này, không hợp với tôi đó giờ. Thì hiện tại nó hết game rồi. Nên dắt hôm nay dừng tại đây thôi. Đây là diễn mới có thể nổi bật thôi nha. Còn bên đây rất là nhiều cái demo mà gần đây nữa nè. Vì bên đây là nó thường laptop hơn. Những con game họ đã làm cái demo thì họ đã đầu tư rất nhiều công sức rồi đó. Nhưng mà thậm chí còn không có lên nổi cái bản này nè. Chứ đừng có nói là cái bản trong game nha. Thể loại giải đấu là rất là nhiều. Tại một cái thể loại mà hầu hết các game đều có đưa lên đây. Nhét vô cái thẻ này. Platform để giải đấu. Gần như hai cái là như một đó. Do có quá nhiều cái thẻ này lên là cuối cùng đó. Thì đây là một những game mà cái dòng game mà kiếm được doanh thu thấp nhất trong dòng cái thống kê năm 2021 về trước á. Cái thẻ giải đố này á, những cái game mà tập trung vào cái mảng giải đố này nhiều á, doanh thu nó thường là dưới 300 đô, trong đó đại đa số dưới 300 đô là đa số. Còn trong đại đa số của cái phần mà dưới 300 đô đó là hầu hết là dưới 100 đô luôn. Thì game tôi cũng may mắn là vượt qua cái mốc 100 đô rồi. Gọi là may mắn thì cũng nhờ anh em Việt Nam ủng hộ. Cái này là thẻ phụ. Rồi, thôi, hôm nay ngừng đây thôi. Hôm sau thì chắc chơi thử một vài cái demo. Tổng dài chơi cũng 3-4 cái demo nha mày. Hầu hết thì là khá hay ấn tượng ban đầu. Đây nè, đây nè. Con game bên trái con game này là game có chữ VR đó, game 18 cộng, trông cũng rất ổn. Anh em đã đam mê chưa? Đây game hay chuyện kính cục rồi quá tôi nói đây. Giờ đạt được một review chưa? Chưa ra mắt. Game này thì hay gì dưới sức 10 review à. Chỉ cần giá tạm ổn tí là vượt qua được thoải mái. Rồi, bye bye anh em. Hôm nay thì chơi game đến đây thôi, cũng gần 11 giờ rồi. Nay thứ hai đầu tuần đi học đi làm cũng mệt, nên nghỉ sớm tí.